Rồi, xin chào tất cả quý vị, các cô, chú, chị và khán giả. Trước mặt đây, NetTV là một anh ngụ tỉnh Tây Ninh. Bình Phước, Bình Phước. À, ngụ tỉnh Bình Phước. Anh ấy cũng có những cái câu chuyện muốn chia sẻ để cho cô, chú, chị và khán giả hiểu thêm về cái câu chuyện của anh ấy. Và đặc biệt là anh ấy có cái vấn đề ở đây, anh muốn chia sẻ về những cái khuất tất trong cái việc mà anh ấy mua bán đất. Nó cũng liên quan đến một cái câu chuyện mà bữa trước NetTV có quay cho cô, chú, chị và các. Nhưng mà để nó rõ ngành như thế nào thì bây giờ xin hỏi anh là anh tên là gì? Tên là Võ Tấn Vinh. Võ Tấn Vinh. Anh làm ơn nói to rõ giùm em nhé. Võ Tấn Vinh. Rồi bây giờ anh Vinh có thể chia sẻ là trong cái câu chuyện mà hôm nay anh muốn chia sẻ lên cho cộng đồng thì biết về câu chuyện của anh thì cái trăn trở của anh cũng như là cái câu chuyện của anh muốn chia sẻ là như thế nào, anh nói rõ cùng với mọi người luôn nhé. Năm 2008 tôi có ông Nguyễn Hữu Tài ở huyện Bù Đốp có bán cho tôi một mảnh đất 12 hecta bán là năm 2008 là ông Tài nói đất là không có giấy là 7,5 triệu, nếu mà làm giấy tờ sổ đỏ cho tôi luôn á là 15 triệu. Khi đó tôi mới đồng ý là đưa cho ông Tài là 15 triệu. Tổng cái giao dịch đấy là bao nhiêu tiền? Tổng cái giao dịch là 180 triệu, 12 hecta và mua con đường từ ở trên đi xuống nữa là 20 mấy triệu nữa. Rồi sau khi đó là tôi về tôi chờ, thì lúc thời điểm đó là ông Nguyễn Hữu Tài đó là địa chính của xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Khi đó tôi mới tin tưởng, tại vì ông này đương chức thì tôi tin tưởng ông Tài nên đưa hết số tiền một lúc và về ngồi chờ gần hai năm sau tôi thấy không có sổ gì hết thì tôi có gặp ông tài có đưa cho tôi một cái bản đồ, cái bản tiếp. Rồi sau khi tôi hỏi ông Tài là tại sao thời gian nó rất là lâu rồi sổ không có và cũng không nói gì, ông Tài ổng mà mới đưa cho tôi một cái bản đồ chính quy của miếng đất đó, vẽ hết cái miếng đất đó. Đó là theo ông Tài đấy là bản đồ chính quy ạ. Ông Tài nói với tôi là đây là bản đồ chính quy để ra sổ của miếng đất mà ông đã bán cho tôi. Thì sau khi tôi nhìn cái bản đồ thì tôi cũng thấy này là của cơ quan nhà nước vẽ ra chứ không phải là ông Tài tự đi vẽ, cho nên tôi tin tưởng về nhà ngồi chờ đến năm 2015 là tôi mới gặp ông Tài, tôi hỏi nữa thì ông Tài ông nói là chưa đâu, cái này còn vướng vách, sổ đỏ còn vướng vách. Thì bây giờ tao giao cái đất cho mày trước, 12 tao đất trước, rồi sổ tao sẽ đưa sau. Tôi đồng ý với ông Tài là tôi lấy đất trước. Thì khi sau đó tôi mới tìm hiểu là tôi biết ông Tài này mua miếng đất này của ông Châu Văn Phong, chứ không phải theo như là ông Tài nói là nhà nước quy hoạch cho ông rẻ như ban đầu ông nói với tôi. Thì khi đó tôi biết ông Châu Văn Phong là chủ khai phá miếng đất này. Thì tôi mới nói với chú Tài là khi tôi nhận cái tài sản 12 hecta này thì phải có mặt chú Châu Văn Phong để xác nhận cho tôi là ông đã mua thật sự miếng đất đó. Thì chú Tài đồng ý. Cái sáng mà ra giao tài sản đó, chú Phong có mặt tại ngay chỗ cái mảnh đất giao cho tôi và đồng ý ký tên vô miếng đất là chú Tài đã mua của chú Phong và ký cho tôi là tài sản này là tôi được quyền sở hữu, tôi được quyền sở hữu. Dạ. Thì khi đó có chú Tài, chú Phong và tôi. Sau khi là tôi nhận năm 2015 thì tới năm 2016, tới năm 2016 tôi gặp chú Tài hỏi về cái sổ đỏ thì chú Tài nói là chưa, từ từ. Anh mua từ 2008. Và đến 2016 vẫn không có sổ. Cũng không có sổ. Nhưng lúc đó anh cũng không biết trong cái câu chuyện giao dịch giữa anh và cái chú Tài đó là đất đó đã được tỉnh Bình Phước giao cho công ty Thanh Tòng. Không anh, biết. Anh không hề biết. Không hề biết. Bản thân ông Tài không nói cho anh biết. Không nói cho tôi biết. Chú Phong cũng không nói. Cũng không nói luôn. Thế cho nên là mua đất và anh mua đất là 8 năm sau không có sổ. Và cái người mà bán đất cho anh là họ đã nhận đủ tiền của anh đúng không? Nhận đủ tiền làm sổ luôn. Và 8 năm là cái chú Tài đó không ra sổ cho anh. Không ra sổ. Cũng không trả lại tiền. Vậy trong cái quá trình mua bán đó thì anh phát hiện ra những cái gì, có anh có cảm thấy là có những cái gì mà khiến cho anh nghi vấn không?
trong thời gian đó tôi cũng có nhiều người người ta nói là không có cái sổ nào mà lâu như thế được, dù vướng dắt cũng không lâu như vậy. Thì tôi gặp chú Tài tiếp năm 2016, tôi gặp chú Tài tiếp thì chú Tài quanh co và nói với tôi là lúc đó chú Tài tỏ rõ thái độ là không tiếp tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà. Trong 180 triệu mà anh giao dịch với chú Tài thì có viết giấy biên nhận hay là có giấy biên nhận đàng hoàng nhận tổng cầm cái đúng giấy tờ lên dùng em cái chồng hồ sơ này lên, đừng có đưa ra từng cái một, anh chỉ cần cầm cả tất cả lên thôi. Có biên nhận và có những cái hiện nay anh đang cầm, anh dơ lên ngang người dùng em đó, đó là có ở đó hết đúng không? Có rõ ràng hết tất cả hợp đồng này. Hợp đồng mua bán đất và nhận tiền, nhận bao nhiêu lần. Đến bây giờ anh vẫn còn giữ rồi, đến bây giờ tôi vẫn còn giữ cái những cái biên bản đó. Sau khi tôi nhận xong tôi hỏi chú Tài thì chú Tài quanh co và đuổi tôi ra khỏi nhà. Năm 2016 đến năm 2017 thì tôi vẫn đi tìm và vẫn tìm hiểu trên miếng đất đó. Thì tôi mới biết rằng là đến năm 2018 là công ty Thanh Tùng mới đến năm 2018 tôi bị giam bằng lái. Ở tôi đi làm công ty tôi bị giam bằng lái 2 tháng. Tại vì tôi vô đường cấm thì tôi mới bị giam bằng lái 2 tháng. Tôi mới nghĩ tôi về Bình Phước, về nhà. Thì trong khi về nhà đó là tôi mới lên miếng đất của tôi để tôi coi lại như thế nào. Thì tôi khi tôi đến miếng đất thì có một cái chú gần đó, chú hỏi là mày lấy tiền đền bù chưa? Thì tôi nói tiền đền bù gì chú? Thì chú đó mới nói là tiền công ty Thanh Tùng đền bù cho người ta hết rồi. Tức là ở đó là theo như quy hoạch và theo như cái câu chuyện bữa trước em có lên để nghe các anh các chị chia sẻ thì cũng vô tình là gặp chú Phong, người chủ đất mà anh nói là ở đó là công ty Thanh Tùng đã được tỉnh Bình Phước giao cho đất để làm những cái dự án gì đó, và ở đó đang diễn ra cái quá trình đàm phán giữa hai bên, bà con nhân dân ở đó và chính quyền địa phương cũng như là công ty Thanh Tùng thì thống nhất cái đền bù cho bà con, nhưng mà có vẻ là nó cũng chưa đi đến những cái ngã ngũ. Thì đó, trên cái đó là có miếng đất của anh ở đó luôn đúng không? Đúng. Thì để tôi trình bày là thời chú đó nói thì lúc đó tôi mới bỡ ngỡ. Thì tôi mới đi tôi hỏi là công ty đó nằm ở đâu, thì cái chú đó có chỉ qua cái công ty nó ở bên kia bên hướng đó. Thì tôi có chạy vô công ty đó, thì tôi hỏi thì tôi không gặp được là cái người giám đốc, nhưng mà tôi gặp được người quản lý, thì người quản lý cho tôi cái số người giám đốc đó. Thì tôi có điện trực tiếp cho giám đốc, thì giám đốc có nói với tôi là đất này là công ty Thanh Tùng đã có sổ chủ quyền, nhà nước đã làm cho và đã cũng như rõ ràng mua bán có sổ chủ quyền rồi, đó là dự án của công ty Thanh Tùng, được tỉnh cho tôi coi. Hẹn tôi là nếu mà có giấy tờ mà dính líu mua bán ở khu vực đó thì thứ hai cầm lên trên công ty thì đích thân cái người giám đốc đó sẽ xem xét cái trường hợp của tôi và nói cho tôi biết. Thì sáng thứ hai tôi có lên gặp, thì tôi có cầm theo những giấy tờ mua bán của chú Tài. Thì tôi có đưa cho công ty xem, thì công ty mới nói là tôi thông báo cho anh biết là đất này mà anh mua qua lại giấy tay này là nó nằm trên đất của công ty chúng tôi. Đất và đồng thời trên là diện quy hoạch trên quy hoạch, và đồng thời đưa tôi coi cái giấy chủ quyền của công ty Thanh Tùng. Thì sau khi coi xong rồi tôi mới bỡ ngỡ, tôi nói là thì đó là tôi mới hỏi công ty là bây giờ là như vậy thì làm sao. Thì công ty Thanh Tùng nói theo như dự định theo như mà luật pháp là luật đất đai là công ty Thanh Tùng không phải bồi thường cho ai trên mảnh đất này, mà nhà nước tự sẽ và gọi là thống nhất cái giá để phù hợp lý cho bà con. Nhà nước sẽ thống nhất giá cho mọi người. Ngày xưa là ở đó là khai hoang. Đúng rồi, là nhà nước theo giá nhà nước đưa cho mọi người cái số tiền để mà thu hồi đất lại giao cho công ty Thanh Tùng giải phóng mặt bằng á. Đấy cũng chính là cái lý do tại sao mà bữa trước em lên thì cũng thấy ở trên đó là có xảy ra những cái tranh chấp mà đặc biệt là những cái ý kiến của bà con trong câu chuyện đó. Cho anh nói rõ luôn là sau khi tìm hiểu hết ở đó thì công ty Thanh Tùng mới nói là bây giờ nhà nước thì nói như thế, nhưng công ty sẽ hỗ trợ cho bà con cái tiền hoa màu và cái tiền canh tác từ lúc mà mua bán tới bây giờ, thì công ty sẽ
thống nhất với bà con. Đấy. Nếu bà con đồng ý thì đến công ty nhận tiền và ký nhận ở xã Tân Thành. Rồi khi ký nhận giao đất và giao tiền là có xã, anh có coi cái bản hợp đồng đó đều có xã ký nhận và chứng nhận hết. Thì khi đó là công ty Thanh Tùng mới nói là bây giờ nếu mà anh muốn giao á thì, nhưng mà đất này á, là theo thứ ba này á, là em đi giao tiền cho người ta rồi, bây giờ anh mới đưa cái này ra. Nếu chậm thứ ba á, là coi như là số tiền này là công ty em không có biết. Tại vì anh mới hỏi là ai nhận số tiền này, thì công ty Thanh Tùng mới nói là chú Sáu Phong. Chú Sáu Phong người chủ gốc Cai Hoang là cái người chủ đất đó đi nhận cái tiền đền bù này 60 triệu một hectare, tổng cộng là 30 hectare nhân cho 60 triệu đó. Thì thứ ba này hẹn với chú Phong ra về công chứng để giao tiền và chú Phong giao lại đất. Thì anh tôi trình bày cái đất giấy tôi mua ra thì công ty mới ngưng chú Sáu Phong lại, là mới tìm hiểu. Thì lúc đó chú Sáu Phong mới từ đó chú Sáu Phong lật mặt, kể từ đó là tôi có xuống chỉ đất thì chú Sáu Phong có cho con ra dưa dắt rửa dí tôi và chém tôi ở cái miếng đất đó. Tức là như anh nói, đấy là những cái xô xát xảy ra ở trong cái quá trình của anh lên miếng đất đó, đi lên miếng đất đó để nói với tại công ty nói bây giờ nếu mà anh ra anh chỉ cái ranh đất của anh từ đâu tới đâu để coi có nằm ở trong cái có nằm trong cái đất bù cái đất quy hoạch của công ty hay không, để công ty có hướng mà đền bù và hỗ trợ cho anh. Thì khi tôi với công ty ra thì chú Sáu Phong có cho con chú Sáu Phong là bà thằng lo. Nhưng mà chú Sáu có biết cái giao dịch giữa anh và anh Tài đó không? Trước đó biết chú Sáu Phong là người đích thân đứng chỉ ranh cho anh là đất 12 hecta là từ đâu tới đâu, giáp ai có ghi rõ. Rồi sau khi xong xuôi chú Sáu Phong có ghi ký nhận là đã giao tài sản cho anh từ năm 2015 đến năm 2018 á, là có cái chương trình đền bù của công ty Thanh Tùng á. Thì chú Sáu Phong mới có thái độ nhảy ra chiếm lại để lấy tiền đền bù. Nhưng mà thứ ba mà anh chủ nhật á, anh không lên kịp thì thứ ba chú Sáu Phong đã lấy tiền rồi. Thì khi đó là ngăn chặn lại được, từ đó tới giờ là chú Phong cứ ai vô miếng đất chú là cha con chú Phong dắt rửa ra chém mà chém không cho anh vô. Anh có kiện ra nhiều nơi nhưng mà những nơi đó nói là đây là dân sự không xử cho anh. Thực ra thì cũng phải nói với khán giả, cũng nói với Vang Vinh như thế này, trong những cái giao dịch đất đai thì rất tiếc là ở cái giai đoạn mà các anh mua đất các anh không có tìm hiểu. Đúng và rồi. Các anh cũng không hiểu hết về pháp luật cho nên là không tìm hiểu. Đúng rồi. Chứ nếu như anh lên ngay Sở Tài nguyên Môi trường của huyện Bù Đốp ở thời điểm đó, để đúng rồi, họ sẽ trả lời cho anh là đất đó thuộc quy hoạch hay không, như thế là nó rất rõ. Nhưng mà tiếc là trong cái quá trình những năm 2008-2007 là bà con mua là rất đơn giản. Thực ra ở những vùng Bình Phước hay là Tây Ninh là mua đất hầu như là mình lấy một cái sự tin tưởng. Nhưng trong cái quá trình bây giờ em nói là thôi thì những cái mâu thuẫn, những cái sự việc nó đã xảy ra rồi thì em tạm thời không nói đến. Vì cái vấn đề ở đây là còn liên quan đến công ty Thanh Tùng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phước nữa. Cái đó là cái chủ trương của tỉnh thì mình không thể can thiệp hay nói cái gì nó nặng nề cả, bởi vì đấy là chủ trương của tỉnh, sai đúng như thế nào thì sẽ có cơ quan chức năng giải thích cho bà con. Nhưng cái vấn đề ở đây thì em muốn nhấn mạnh một điều là 180 triệu của anh vẫn xác nhận là người bán cho anh là chú Tài đúng không? Đúng, xác nhận đúng. Và chú Tài có sau này có nói gì với anh về cái việc là nếu không ra sổ được cho anh, không trao trả đất nguyên hiện trạng cho anh thì có trả lại tiền cho anh hay là không? Có câu chuyện gì không? Có lúc mà tại xã Tân Thành đó là lúc đó xã có mời chú Phong, rồi chú Phong không có đi nhưng mà thím có đi, rồi chú vợ chồng chú Năm Tài và ba anh em của tụi anh là có là mời anh để giải quyết vụ việc cái miếng đất đó. Thì xã mới có đủ ban ngành để xác nhận coi là
chú Tài đã đưa tiền đủ cho chú Phong hay chưa? Thì trong cái quá trình mà trong cuộc họp đó, anh có ghi âm lại, có một cái cuộc ghi âm hết cái cuộc họp đó, là thím Sáu đã công nhận là đã nhận của chú Tài đủ số tiền 12 hết. Là tiền anh mua đó. Là tiền anh mua đó. Là cũng như là cái số tiền chú Tài đã đưa đủ cái số 12 hết tại đất đó. Rồi á, sau khi ra tan cuộc họp á, anh có hỏi tại vì cái hợp đồng này là vợ chú Tài đứng tên, thì anh có hỏi thím Năm Tài á, đấy, là cái tiền thím không làm sổ được cho con á, thì thím tính như thế nào? Thì thím nói là mày chờ đi, tao đòi tiền, tao kêu ổng đòi tiền của thằng Hiếu được thì tao sẽ trả lại cho mày. Thì có trong cuộc ghi âm luôn, có trong cái file ghi âm là tao sẽ trả tiền lại cho mày đàng hoàng, chứ chú thím không có giật của mày. Thì tôi có hỏi là Hiếu là ai, thì thím nói là thằng Hiếu á, là nó làm thời điểm đó, đó thời điểm 2008 á, là nó làm địa chính của huyện Bù Đốp. Chú Tài mày có đưa tiền hết cho nó để nó làm cái đất này, nhưng do nó lấy tiền rồi mà nó không làm, thì bây giờ thím sẽ đòi lại, thím trả lại cho cháu. Bây giờ nói thế cũng không được, bởi vì anh biết tại sao không, anh như thôi vợ chồng nhà chú Tài hay bản thân chú Tài, anh cũng chú Tài không? Không, cái này là anh trình bày thôi, anh trình bày cái lý do thôi. Còn anh biết là mình đưa cho ai thì người đó chịu trách nhiệm cái vấn đề cho mình thôi. Còn trong cái đoạn ghi âm đó là thím Năm Tài có nói rõ, nó có nói rõ là sẽ đòi tiền của anh Hiếu nào đó. Thì anh không biết anh Hiếu đó là ai, tại vì cũng chưa gặp và cũng không đưa tiền cho anh Hiếu đó. Thì chỉ nghe thím Tài nói là một phía thôi. Thì sau đó thì anh có đến nhà tiếp, thì chú thím Tài tỏ rõ thái độ và nói chung là chửi đuổi anh ra khỏi nhà, là tao không tiếp mày nữa, mày muốn đi thưa ai mày thưa, mày muốn kiện ai thì mày cứ kiện, tao đi hầu, nhà tao có công an, nhà có tòa, có thẩm phán. Thì chú Tài có nói rõ như vậy, mày cứ kiện đi. Thì sau đó anh mới đi về, anh nghe nói vậy thôi anh đi về. Đó là trong một suốt quá trình anh có những cái giao dịch đất đai mà nó không rõ ràng, và bản thân anh cũng biết đó là anh chưa nhận được lại một đồng nào cái tiền mà anh đưa cho Tài. Không nhận được. Anh có làm đơn ra cơ quan chức năng? Có làm nhiều đơn đưa lên cơ quan chức năng thì bị làm hai đơn. Một đơn là chú Tài bán đất không hợp lệ của nhà nước, mà bản thân chú Tài là người đang làm địa chính ở khu vực Bù Đốp, nhưng mà chú Tài làm như vậy thì có đưa đơn lên, thì cái người mà thụ lý đơn á, là anh Diệu, em Diệu đó, em đó tên Diệu, là hướng dẫn cho anh làm lại đơn. Thì do người dân không có biết hiểu biết luật pháp. Mong muốn của anh ở thời điểm hiện tại trong cái câu chuyện này là như thế nào? Mong muốn duy nhất của tôi là mong cơ quan nhà nước vô cuộc rồi xử lý rõ ràng cái vấn đề giữa chú Tài và chú Phong này, để cho anh được có một cái kết quả, người dân như anh được một cái kết quả để có cái cuộc sống nó ổn định. Chứ hiện giờ là anh rất là khổ, anh đi làm công ty anh rất khổ. Thực ra thì cũng nói với cô chú chị và bạn, nghe qua cái câu chuyện của anh Vinh thì mọi người cũng có thể thấy rằng là cái vấn đề tranh chấp đất đai nó diễn ra trong thời gian qua, nó không phải là một câu chuyện một sớm một chiều, nó cũng không phải là một câu chuyện ngắn nữa, mà nó rất nhiều câu chuyện đã xảy ra như thế này rồi. Điều đầu tiên ở đây chúng ta không nói đến là cái vấn đề là xử lý hay là chưa xử lý cái gì, nhưng chúng ta cần phải tìm hiểu về cái luật đất đai là một. Cái thứ hai nữa là phải tìm hiểu xem cái mảnh đất mà mình mua nó có quy hoạch rõ ràng hay không, và khi chúng ta mua bất kể một mảnh đất nào thì hướng dẫn với tất cả mọi người là nên sở tài nguyên môi trường ở huyện, xã, phường, thị trấn, cái nơi mà nó sẽ ở đó là các cơ quan nhà nước, họ sẽ cung cấp những thông tin chính xác nhất cho bà con về cái việc là mình có diễn ra những cái giao dịch ở những cái mảnh đất đó nó có thuộc quy hoạch hay không, và nó để tránh những cái xảy ra những tình trạng là khi bà con mua bằng giấy tờ tay là một này, mua bằng sự tin tưởng là hai này, và cuối cùng là như anh Vinh đây thì đến bây giờ thì thực ra thì bây giờ mới nghe anh Vinh nói chuyện thì cũng chưa thấy
cũng chưa có thời gian hoặc là sau này để xem là phía Phú Tài hoặc là Kính Phong thì sẽ trò chuyện như thế nào. Thế nhưng mà đây cũng là một bài học cho tất cả mọi người. Đầu tiên là về cái sự tin tưởng, cái thứ hai nữa là về cái câu chuyện liên quan đến thủ tục đất đai. Cái quan điểm của anh Vinh là cũng muốn để cho tất cả mọi người nhìn thấy cái câu chuyện này và mong là cơ quan chức năng sẽ giải quyết và xem xét những vấn đề liên quan đến cái giao dịch của anh Vinh và chú Tài. Trực tiếp ở đây là anh Vinh và chú Tài nha mọi người. Cái đầu tiên là người nhận tiền thực hiện cái giao dịch và cái người chuyển tiền đưa tiền sau này thì là cái đấy mới là cái quan trọng. Anh có muốn trải lòng gì thêm cho cái câu chuyện này? Trong cái câu chuyện này á, tôi rất là uất ức. Trong thời gian tôi có đưa đơn kiện chú Tài là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi lên trên cơ quan công an điều tra, thì em Diệu này thụ lý đơn của tôi và có điện thoại trực tiếp cho tôi nói là anh lên nhận tiền. Thì tôi hỏi em Diệu là anh nhận tiền gì, thì em Diệu này nói là anh chỉ biết nhận tiền là được. Thì sau khi tôi hỏi là không biết tiền gì thì tôi sẽ không nhận, thì em Diệu này nói là tiền của ông Tài khắc phục hậu quả. Thì tôi mới hỏi với em Diệu này là tôi có gặp được chú Tài để rõ ràng cái tiền khắc phục hậu quả này không, thì em Diệu nói không, chỉ đưa ở đây thôi, còn nếu không lấy thì em Diệu này sẽ trả lại cho chú Tài. À, số tiền có nói là số tiền là bao nhiêu không? 96 triệu, chứ không phải là 180 triệu. Gọi là tiền ổng khắc phục á, ổng khắc phục một nhiêu đó trước cho tôi. Thì sau khi đó tôi mới không hiểu được giữa công an và cái người mà lừa đảo này không biết họ như thế nào, nhưng không kêu lên xử lý, cũng không mời tôi lên để làm việc, mà chỉ có kêu tôi lên nhận tiền khắc phục của chú Tài thôi. Nhưng mà tôi thấy tôi thắc mắc một điều rằng á, lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà tại sao mà đây chỉ đem tiền ra khắc phục khi người bị lừa đảo. Anh có ghi không hay có cái gì có bằng chứng không? Có đơn đưa lên, tất cả đơn của em Diệu này thụ lý đã trả lời lại đây, trả lời là tôi đã nhận lại. Và em Diệu có nói tôi á là tôi không có ghi âm, tại vì tôi có hứa với mọi người là tôi không ghi âm gì cả, tại vì mọi người nói nếu ghi âm thì họ không giúp tôi đòi lại cái công bằng. Thì tôi có hứa tôi không ghi âm. Thì trong cuộc nói chuyện và những cái cuộc điện thoại, thì trong cái cuộc điện thoại em Diệu nói là ông Tài đã khắc phục 96 triệu rồi, lên mà nhận. Thì tôi có nói là tôi không biết nếu có chú Tài tôi mới làm việc, không có chú Tài có công an không tôi không biết cái số tiền đó là gì cả. Trong quá trình đó là anh không nhận lại cái số tiền của mình, bởi vì nó không phải là số tiền đầy đủ 180 triệu. Đúng rồi, nó không đầy đủ cái số tiền 180 triệu của chú Tài đã nhận từ đầu. Cho nên tôi không thứ nhất là tôi không biết số tiền đó là số tiền gì. Chỉ nghe em Diệu thông báo lại là ông Tài khắc phục hậu quả thôi, còn cũng không trực tiếp nghe ông Tài nói là sự thật hết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật những cái lời mà tôi nói trên cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Nếu mà có sai nửa lời hoặc là có nói thêm cho một người nào đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật những cái gì tôi nói. Mong muốn của anh là sẽ được cơ quan chức năng xem xét. Mong muốn của tôi là nhờ cộng đồng chung tay giúp cho tôi được nhận lại những gì mình đã bỏ công sức. Từ năm 2008 đến nay là tất cả là bao nhiêu năm rồi? 13 năm rồi. 2008 đến nay đâu phải 13 năm, 15 năm. 15 năm mà 16 năm. Đó, thì từ năm 2008 2009 thì tới năm 2015 mới bắt đầu giao tài sản đó. Thì đến năm 2018 khi công ty Thanh Tùng người ta đã giải thích rõ ràng là người ta không có trách nhiệm đền bù, nhưng do nhân văn cái này giờ là người ta còn ở đây với mọi người với lại nhân dân ở đây, người ta sẽ hỗ trợ cho mình một cái số tiền hợp lệ
để mình giao lại đất cho công ty Thanh Tùng. Nếu mình đồng ý giao thì công ty Thanh Tùng sẽ hỗ trợ, còn nếu mình không đồng ý giao thì mình cứ để cho pháp luật, để cho nhà nước xử lý xong thì công ty Thanh Tùng sẽ thu, sẽ lấy lại cái đất đó. Rồi nói như anh Vinh thì có lẽ là mọi người cũng đã hiểu rồi. Dù sao đi chăng nữa thì cũng hy vọng là tất cả cô chú anh chị và qua hiểu và nắm thêm về những cái luật đất đai trước khi mình đi thực hiện cái giao dịch liên quan đến đất. Bởi vì đây là những số tiền mà mọi người tích góp và nó là một cả một cái tài sản. Và năm 2008 180 triệu thì nó là cả một vấn đề. Nó cũng là một số tiền rất lớn và đến bây giờ thì cũng hy vọng là anh Vinh cũng như là mọi người qua câu chuyện này thì sẽ rút ra được một vài bài học. Ở đây nhấn mạnh với tất cả mọi người, video này không phải là để tố cáo hay là để kết tội ai cái gì cả, mà đây là cái trải lòng của anh Vinh về cái câu chuyện. Hy vọng là thời gian tới thì để bảo vệ cho cái quyền lợi của mình thì anh Vinh sẽ tiếp tục làm những cái vấn đề nào đó và nghe tư vấn của luật sư và cũng như là tiến hành những cái thủ tục pháp lý tiếp theo nha anh Vinh, để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Em cũng xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị, quý chị và mọi người.